huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận trường hợp một nữ bệnh nhân 30 tuổi bị ù tai, đau tai, chảy mủ tai, kèm theo đó có khản tiếng, ho khan hơn 1 tháng, tự mua thuốc uống nhưng không thuyên giảm. Tiến hành thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị thủng màng nhĩ hai bên, thủng nhĩ trái hai lỗ, rìa lỗ thủng nhằm nhở, mủ tai, hòm nhĩ hai bên. Nội soi thanh quản cho thấy bệnh nhân bị viêm thanh quản mãn tính, phù nề, sung huyết dây thanh. Các bác sĩ nghi ngờ tổn thương do lao tại tai và thanh quản. Bệnh nhân được chỉ định chụp X quang phổi và nhuộm soi dịch mủ tai để tìm vi khuẩn lao. Kết quả chụp X quang cho thấy hình ảnh tổn thương nghi ngờ lao phổi, nhuộm soi dịch mủ tai, vi khuẩn lao dương tính. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định lao tai, theo dõi lao thanh quản, lao phổi. Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ điều trị lao 6 tháng. Theo các bác sĩ, lao là một bệnh lý cực kỳ nguy hiểm, không chỉ gây bệnh ở phổi mà còn gây ra tổn thương ở cơ quan ngoài phổi. Trong chuyên khoa tai mũi họng, có thể gặp lao ở hạch, tai, thanh quản. Bệnh lao là một trong những bệnh phổ biến nhất ở Việt Nam. Theo thống kê, thì số bệnh nhân tử vong do lao mỗi năm khoảng 17.000 trường hợp. Số người mắc mới vẫn gia tăng hàng năm, đặc biệt tỷ lệ mắc lao kháng thuốc ngày càng gia tăng, trong khi tỷ lệ điều trị bệnh lao chỉ khoảng 52%. Lao phổi chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 60%. Lao tai thuộc nhóm lao ngoài phổi ít gặp. Vi khuẩn lao có thể xuất hiện ở tai ngoài, tai giữa và tai trong. Trong đó, lao tai phổ biến nhất đó là lao tai trong, biến chứng của lao tai giữa. Chưa có trường hợp nào xuất hiện đơn lẻ, lao tai ngoài rất hiếm gặp. Lao tai ngoài, thể bệnh thường gặp ở lao tai ngoài đó là lao lá bút. Bệnh có thể xuất hiện ở vành tai và dái tai. Các lũ bút này thường xuất hiện cùng với lũ bút ở các vùng khác như mặt, mũi, gây ra những tổn thương trên da, có thể từ nông đến sâu. Thậm chí có thể gây biến dạng vành tai hoặc gây hẹp ống tai. Các thể lao tai ngoài hiếm gặp hơn ở lao bòn, lao hạt cơm. Lao tai giữa, hiện nay lao tai giữa có thể gặp thể điển hình là có lao phổi rõ rệt hoặc thể không điển hình là không có lao phổi. Thể không điển hình rất khó có thể chẩn đoán, đòi hỏi phải có thời gian. Triệu chứng của lao tai bao gồm lao tai ở người bị lao phổi, đây là thể lao điển hình, lao tai thứ phát, lao phổi không được điều trị và kiểm soát tốt, có thể liên quan đến những cơ quan khác trong đó có tai. Trong trường hợp lao tai có biểu hiện ở hai thể, đó là lao tai thâm nhiễm và lao tai loét sùi. Thể lao tai thâm nhiễm bao gồm các triệu chứng tương tự với những viêm tai thông thường như chảy dịch mủ tại tai, màng nhĩ sẽ đục, xuất tiết ở trong hàm nhĩ, dịch nhiều dần và có thể gây thủng màng nhĩ, làm chảy dịch mủ. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể tiến triển thành viêm tai loét sùi. Triệu chứng điển hình của lao tai ở những người bị lao phổi bao gồm với những triệu chứng cơ năng, hai triệu chứng điển hình đó là chảy dịch tai và điếc. Dịch tai màu vàng có mùi hôi, dịch đặc, đôi khi không đồng nhất, có thể vón cục. Mùi thối tai trong lao rất dai dẳng, thậm chí sau khi vệ sinh tai sạch sẽ, lau hết dịch vẫn còn mùi thối. Điếc là triệu chứng xuất hiện sớm, tính chất đột ngột, thấy thính lực thay đổi ngay. Điếc trong bệnh lao tai là điếc tai trong, tức là điếc tiếp nhận. Triệu chứng thực thể bao gồm thường khi chảy dịch tai nhiều, bệnh nhân mới đi khám bệnh. Lúc này có thể giấy xuất hiện lỗ thủng trên màng nhĩ. Các lỗ thủng này tròn đều, có bờ mỏng, viền đỏ, phần màng nhĩ còn lại nhạt hơn, có dấu hiệu thâm nhiễm. Khi màng nhĩ bị thủng nhiều, có thể thành lỗ thủng to. Thông qua lỗ thủng, bác sĩ có thể quan sát thấy đáy hòm nhĩ có nhiều nụ sùi màu hồng nhạt, mềm. Khi cắt bỏ nụ sùi này, có thể tái phát lại nhanh. Đôi khi đáy hòm nhĩ có thể có giả mạc bao hết bên trên và có thể xuất hiện hiện tượng chạm xương nếu thăm dò bằng que châm. Khi ấn vào sải bao, các bệnh nhân sẽ cảm thấy đau dù quan sát thể xương trũng hoàn toàn bình thường. Có thể hạch phản ứng xuất hiện ở sau tai và bình thường trước tai. Lao tai giữa ở những người không bị lao phổi, trường hợp này rất hiếm gặp, trước đây không được đề cập. Đây là một tình trạng lao nguyên phát ở thời kỳ hậu sơ nhiễm ở tai. Thể lao tai nguyên phát thường gặp ở trẻ em với những triệu chứng tương tự như bệnh viêm tai giữa với những tác nhân khác. Triệu chứng của bệnh thường xuất hiện sau các đợt cấp của viêm tai mũi họng. Bệnh nhân có những triệu chứng như sốt, đau họng, đau tai, ù tai, thủng màng nhĩ và chảy dịch mù, có thể nổi hạch trước tai. Lỗ thủng màng nhĩ sẽ to ra một cách nhanh chóng, nụ sùi và ở đáy hòm nhĩ nhợt nhạt, có thể lan rộng thành giả mạc trắng phủ trên bề mặt hòm nhĩ. Vì bệnh có thể tự khỏi giống như các bệnh viêm tai mủ thông thường nên thường ít được chẩn đoán đó là lao tai. Đôi khi bệnh có thể diễn tiến kéo dài, mãn tính, gây ra các biến chứng phức tạp như viêm xương trũng do lao, chảy dịch tai mãn tính. Các biến chứng lao tai bao gồm lao tai gây ra rất nhiều biến chứng nặng nề, trong đó có một số biến chứng điển hình như sau: liệt mặt, đây là biến chứng xuất hiện bất ngờ, thường xuất hiện sớm. Liệt mặt xuất hiện cùng bên lao tai, đôi khi biến chứng này cũng xuất hiện từ từ và tăng dần. Người bị liệt sẽ không thể hồi phục, người bệnh sẽ vĩnh viễn bị liệt nên cần phải điều trị lao tai ngay khi phát hiện, trước khi có biến chứng. Viêm mề nhĩ, đây là biến chứng phổ biến nhất của lao tai. Nguyên nhân của biến chứng này đó là do mề nhĩ bị viêm bởi độc tố vi khuẩn lao. Mề nhĩ viêm làm cho bệnh nhân bị điếc nặng. Khi thăm khám sẽ không thấy có phản ứng mề nhĩ hay có phản ứng quá kích. Ngoài nguyên nhân do độc tố vi khuẩn lao, viêm xương cũng có thể gây ra do viêm mề nhĩ. Xương bị viêm có mủ thối và tổ chức sùi sẽ bị cháy lấp xương. Viêm mề nhĩ do lao không gây ra viêm mảng não như các trường hợp viêm tai ở xương trũng thông thường. Biến chứng thủng động mạch cảnh ít gặp nhưng lại rất nguy hiểm vì có thể ra nguy cơ vỡ mạch và gây tử vong. Biến chứng này được cảnh báo bởi tình trạng mủ trong hàm nhĩ đập theo nhịp mạch và rỉ máu ra ống tai bên ngoài. Phòng ngừa lao tai, để thực hiện dự phòng tốt lao tai chúng ta cần tiêm phòng sớm cho trẻ sơ sinh, vaccine phòng lao BCG. Người mắc bệnh lao cần phải đeo khẩu trang bắt buộc khi tiếp xúc với người khác. Dự phòng tốt các trường hợp nhiễm lao có tiềm ẩn, chỉ định điều trị. Xử lý tốt chất thải của người bệnh lao, nhất là đờm để tránh lây nhiễm ra môi trường xung quanh. Cải thiện môi trường phòng bệnh hay nhà ở của bệnh nhân lao, thông gió tốt, nhiều ánh nắng. Nhân viên y tế và người nhà cũng cần phải phòng hộ tốt khi tiếp xúc với bệnh nhân lao tiến triển. Để phòng ngừa bệnh lao, người dân cần phải tránh tiếp xúc gần với người bệnh. Nếu công việc của bạn cần phải tiếp xúc với người bệnh, hãy đeo khẩu trang và găng tay bảo vệ, tránh đi những nơi đông đúc, kém vệ sinh. Tăng cường hệ thống miễn dịch bằng một chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, tạo thói quen tập thể dục thường xuyên, ít nhất là 30 đến 45 phút mỗi ngày để cải thiện khả năng tuần hoàn máu, hệ thống miễn dịch. Giữ vệ sinh sạch sẽ, rửa tay thường xuyên với xà phòng. Quan trọng nhất đó là phải tiêm vaccine phòng bệnh lao BCG ở Việt Nam ngay cả khi trẻ vừa mới chào đời. Vaccine BCG có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa tiêm chủng lao nguy hiểm, trong đó có lao mảng não. Vaccine được khuyến cáo cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tiêm càng sớm càng tốt trong vòng 1 tháng đầu đời. Vaccine lao chỉ được tiêm 1 mũi, có khả năng bảo vệ trọn đời, không cần tiêm nhắc lại. Tiêm phòng lao muộn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh lao ở trẻ em và người lớn không mắc bệnh lao, chưa tiêm chủng và thường xuyên tiếp xúc với yếu tố nguy cơ phơi nhiễm cũng cần phải được tiêm vaccine phòng bệnh. Bệnh lao là một bệnh nguy hiểm, có khả năng lây truyền mạnh. Tiêm vaccine phòng ngừa bệnh lao là một biện pháp phòng ngừa bệnh chủ động được đánh giá là an toàn, hiệu quả nhất hiện nay.